xuất hiện và áp thấp mạnh lên chóng mặt, Việt Nam có bị ảnh hưởng. Sạt lở nhấn chìm 4 căn nhà xuống sông. Vẫn còn hơn 12.000 người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại Hà Nội. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo dự báo bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa, hai trong ba áp thấp bùa vây Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đặc biệt, một trong số đó có thể tiếp tục phát triển thành bão dữ dội, gây mưa to nhiều nơi. Cụ thể, áp thấp ở phía đông Batanes đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới và được đặt tên là Julian. Vào lúc 5 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông cách ít Bajat, Batanes, 525 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở tâm áp thấp nhiệt đới là 55 km một giờ, giật 70 km một giờ. Áp suất trung tâm là 1.004 hectopascal. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 15 km một giờ. Phạm vi gió mạnh mở rộng ra ngoài tới 150 km từ tâm áp thấp nhiệt đới. Julian dự kiến sẽ đi theo đường vòng trên vùng biển phía đông Batanes và Cagayan trong năm ngày tới. Ngoài Julian, Pagasa cũng đang theo dõi áp thấp nhiệt đới bên ngoài khu vực dự báo của Philippines, PAR. Tính đến 2 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới này ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 146,4 độ Kinh Đông, cách Trung Lưu Dông, 2.610 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới, 55 km một giờ, giật lên đến 70 km một giờ và di chuyển về phía Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km một giờ. Song song với đó, Pagasa cũng đang theo dõi một vùng áp thấp khác bên ngoài PR ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 137,6 độ Kinh Đông, cách Trung Lưu Dông 1.710 km về phía đông. Do ảnh hưởng của áp thấp và áp thấp nhiệt đới, nhiều khu vực của Philippines trời nhiều mây với mưa giải rác và rông bão, có khả năng xảy ra lũ quét hoặc lở đất do mưa vừa đến mưa to. Đối với áp thấp nhiệt đới Julian, Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp JTWC của Mỹ, ký hiệu là 97 v đang có điều kiện thuận lợi để phát triển, bao gồm độ đứt gió thấp và nhiệt độ bề mặt nước biển cao 29 đến 30 độ C và có khả năng trở thành siêu bão, typhoon vào đầu tuần tới. 97V có đường đi khá vòng vèo, nó sẽ đi theo hướng nam-tây nam rồi hướng tây rồi tây bắc trước khi tăng tốc và đi về phía bắc, trong khi đó sẽ trở thành siêu bão. Ngoài ra, vùng mà 97V có khả năng đi vào bao gồm cả phía bắc biển đông. Theo dự báo hiện tại thì 97V không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên nó có thể đẩy không khí lạnh sẽ về miền Bắc đầu tuần tới xuống mạnh hơn. Vì vậy đợt không khí lạnh sắp tới ở miền Bắc có thể sẽ kéo dài hơn một chút và các tỉnh thành miền Bắc sẽ có nhiệt độ thấp hơn một chút so với dự báo ban đầu. Vì dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, không khí lạnh càng xa thì độ chắc chắn càng thấp nên người dân lưu ý thường xuyên theo dõi các bản tin chính thống từ đó có cách chuẩn bị phù hợp cho những ngày thay đổi thời tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp với một loạt trụ sở công trình do bị bão số 3 gây thiệt hại nặng để có biện pháp khắc phục nhanh. Việc công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp là cơ sở căn cứ pháp lý để thực hiện quy trình rút gọn nhằm khắc phục nhanh các sự cố thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với các công trình. Trong số các công trình nằm trong diện công bố khẩn cấp về thiên tai có 7 công trình trụ sở cơ quan cấp tỉnh gồm trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, trụ sở trung tâm truyền thông tỉnh, trụ sở thanh tra tỉnh, trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trụ sở liên cơ quan số 2, trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, nhà khách tỉnh cơ sở 1 và 2. Các công trình trên bị thiệt hại, hư hỏng nặng về các máy kính, lấy ánh sáng, tốc mái tôn, hệ thống trần, điều hòa, điện, thiết bị nội thất, bị hư hỏng do ngấm nước. Nếu không sửa chữa ngay, nguy cơ tài sản sẽ tiếp tục bị hư hại, mất an toàn. Lĩnh vực y tế có 13 công trình cũng được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Trong đó có Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và một số trung tâm y tế ở các huyện, thị xã, thành phố. Các công trình trên cũng bị hư hại nặng do bão số 3 gây ra và nếu không được sửa chữa ngay thì nguy cơ sẽ bị hư hại thêm và mất an toàn. Ngoài ra, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh cũng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với một số công trình giao thông nhằm ứng phó, khắc phục các hư hỏng, kết cấu hạ tầng giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm như cao tốc Hạ Long, cầu Bạch Đằng, tuyến Cẩm Hải, Vân Đồn, Tiên Yên, các tuyến tỉnh lộ 326, 342, 329, 330, đường liên huyện Uông Bí, Hoành Bồ, đường nối quốc lộ 18, Yên Tử, Ngọa Vân và đường từ mốc 61 đến mốc 68. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định về việc ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp đối với các công trình trên. Ngoài ra, ngày 26 tháng 9, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo phương án xử lý và công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với hiện tượng sạt trượt đất đá tại tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 sau khi phát hiện sạt trượt đất đá tại tổ 7 khu 5, phường Quang Hành. Chính quyền thành phố Cẩm Phả đã tổ chức di rời toàn bộ 136 hộ dân với gần 400 nhân khẩu đến nơi an toàn và tổ chức 14 đơn vị chuyên ngành, tổ chức khảo sát, quan trắc khu vực sạt trượt. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ban dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt trượt đất đá tại tổ 7, khu 5, phường Quang Hành, thành phố Cẩm Phả. Lực lượng chức năng huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai vừa qua đã giải cứu thành công nam thanh niên bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ trên sông Ayun trong trạng thái sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng. Thanh niên được giải cứu là Phan Minh Thắng, 20 tuổi, chú thôn Hà Lòng 1, xã Cơ Giang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Sau khi được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm y tế huyện Mang Giang, sức khỏe của Thắng đã dần hồi phục, song còn rất yếu. Nét mặt Thắng thân thờ, giọng nói thều thào, đứt quãng do nhiều ngày phải đối diện với đói rét sợ hãi vì cái chết luôn cận kề. Phải thật chăm chú lắng nghe mới hiểu được những ngày qua đối với Thắng khủng khiếp như thế nào. Thắng kể, chiều 16 tháng 9, sau khi tan làm ở một quán cà phê tại xã Đắc Răng, huyện Mang Giang, em đi xem múa lân rồi đón xe đến nhà dì ruột ở xã Đa cách khoảng 30 km để chơi. Khi đến cầu Lơ Pang, giáp danh giữa xã Đắc Răng và xã Lơ Pang, huyện Mang Giang, cách nhà khoảng 8 km, em đổi ý quay về Đứng đón xe một lúc không được, em thấy mấy người câu cá nên xuống xem rồi nằm dưới mố cầu ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi bị dòng nước cuốn trôi, thắng mới tỉnh giấc. Em với tay bám vào bờ nhưng không kịp. Nam thanh niên nhớ lại và chia sẻ, do không biết bơi nên khi bị nước cuốn, em cua tay loạn xạ, may trúng cành cây nên bám vào được. Định thật lại mới biết mình bị trôi ra lùm cây ở giữa sông. Lúc này trời đã tối, em nhìn xung quanh thấy có gò đất nổi lên mờ mờ nên bám theo mấy cành cây tới đó để trú tạm. Thắng nói, thời gian bị mắc kẹt, trời mưa nhiều nên quần áo luôn ướt sũng, đêm về lạnh thấu xương. Em phải cởi ra vắt rồi chùm lên đầu ngồi vậy cho đến sáng. Những ngày ở đây không có gì ăn, Thắng phải uống nước sông cầm cự nên cơ thể ngày một suy kiệt, nhiều lúc lâm vào mê man. Ngày thứ ba trời mưa rất to, nước sông dâng cao ngập hết gò đất, khiến em phải men theo cành cây để di chuyển lên phía thượng nguồn em phải mất một ngày mới có thể di chuyển đến chỗ mấy cây to và cao để bám trụ cho đến khi được cứu sống. Chàng thanh niên 20 tuổi cho biết mặc dù đói, khát và sợ hãi, nhưng ba ngày đầu vẫn còn tỉnh táo. Sau đó thì em mơ màng, nhiều khi như rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh. Sáng 24 tháng 9, Phan Minh Thắng từ trên cành cây tụt xuống uống nước, nhưng không còn sức để leo lên, nên ngồi lại tại chỗ rồi thiếp đi. Khi đang mê man thì nghe tiếng gọi, Thắng tỉnh dậy và sau đó được lực lượng chức năng cứu sống. Thắng xúc động nói, nếu không được các chú công an cứu sống thì cứ ngồi đấy cho đến chết thôi, chứ em cũng hết cách rồi. Trước đó Thắng có nhìn thấy một người đồng bào đi ra bờ sông nên gọi kêu cứu, nhưng không hiểu vì sao người này bỏ chạy, không thấy kêu người đến giúp. Theo thông tin ban đầu, công an huyện Mang Yang xác định thời điểm từ lúc Thắng ra khỏi nhà tới lúc được phát hiện giải cứu trên sông Ai là 9 ngày. Thiếu tá Đinh Hồng Phương, Phó trưởng Công an huyện Mang Yang cho hay, sau khi nghe Công an xã báo tin đã huy động hết lực lượng Công an hai xã Đắc Răng và Lơ Pang cùng đội cứu hộ cứu nạn Công an huyện tới hiện trường. Thiếu tá Phương là người trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường, điều động phao, dây và các chiến sĩ bơi cứu nạn đi cùng. Khi tiếp cận hiện trường, Công an nhờ dân địa phương chỉ dẫn hướng dòng chảy, luồng lạch rồi bơi ra tiếp cận cứu nạn. Khoảng 45 phút từ lúc tiếp cận, lực lượng đã cứu được nạn nhân lên bờ. Công an huyện Mang Yang cho rằng trong việc này, một số vấn đề liên quan cần được xác minh thêm sau khi nạn nhân đã ổn định tinh thần, phục hồi sức khỏe. Tại km 4 970 của tỉnh lộ 162 qua địa phận xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Khoảng 60.000 mét khối đất đá vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông. Đồng thời, gây chia cắt giao thông giữa hai huyện Văn Bàn và Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai. Lực lượng chức năng huyện Văn Bàn đã đưa máy móc, nhân lực đến triển khai, khắc phục, xử lý điểm sạt lở và cho thông đường ngay sau khi vụ việc xảy ra. Sau bão số 3, tuyến tỉnh lộ 162 còn có một điểm đứt gãy đường tại km 27 cộng 800, đoạn qua xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông tại đây. Để lưu thông từ huyện Bảo Thắng đi huyện Văn Bàn, các phương tiện di chuyển theo hướng Bảo Thắng, thị trấn Tăng Lỏng, tỉnh lộ 151, Phú Nhuận, Võ Lao, Sơn Thủy, Quốc lộ 279, Văn Bàn. Những ngày qua, tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, gây mưa lớn trên diện rộng, để lại hậu quả chưa từng có trong lịch sử. Theo thống kê sơ bộ, đến ngày 24 tháng 9, bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại cho tỉnh Lào Cai hơn 6.641 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huê, Lâm Đồng thông tin do mưa lớn kèm theo lốc xoáy gió giật mạnh đã làm bật gốc gãy đổ 97 cây sầu riêng từ 3 đến 10 năm tuổi của 19 hộ dân bị lốc xoáy làm bật gốc gãy đổ. Ngoài ra, còn có hàng chục cây trồng khác như mít, điều bị hư hỏng. Ngay sau đó, huyện Đạo Hoài đã khẩn trương bố trí các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả, chủ động xử lý cây ngã đổ ra đường để đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, cử nhiều đoàn đến các hộ có thiệt hại trong đợt mưa vừa qua để động viên, thăm hỏi. Hàng năm, trong mùa sầu riêng, người dân tại các xã như Hà Lâm, Phước Lộc, Đạ Tồn, Đạ Oai và thị trấn Đạm Ri của huyện Đạ Hoài thường xuyên phải hứng chịu các trận mưa lớn kèm lốc xoáy, khiến sầu riêng của bà con bị ngã đổ, rụng trái, gây thiệt hại lớn. Trong khi đó, cành của cây sầu riêng rất dễ bị gãy nếu xảy ra mưa, gió lớn. Chính vì vậy, với cây sầu riêng, người dân nhiều địa phương phải sử dụng dây lớn để buộc giữ các cành cây. Cách làm này giúp chống gãy cành, dụng quả giảm thiệt hại nếu xảy ra gió lớn. Sầu riêng hiện vươn lên vị thế vua trái cây của Việt Nam, gia nhập nhóm nông sản tỷ đô khi đem lại giá trị xuất khẩu 2,24 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Xuất khẩu sầu riêng góp phần quan trọng giúp ngành hàng rau quả lập kỷ lục lịch sử 5,7 tỷ đô la Mỹ. Ngày 27 tháng 9, công an thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong dưới bánh xe ô tô tải. Sự việc xảy ra tại phường Minh Thành, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn L, 44 tuổi. Còn chiếc xe ô tô tải cán anh L do chính người vợ là chị Lê Thị Hát, 40 tuổi cầm lái. Theo thông tin ban đầu, anh L xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị H tại nhà ở khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Do bực tức nên chị Hạnh đến khu vực đậu xe rồi lái xe tải của gia đình bỏ đi. Thấy vậy, anh L đuổi theo rồi bám vào cửa xe. Xe tải chạy được một đoạn thì anh nghe lở bị tuột tay ngã xuống dưới đường và bị xe tải cán tử vong. Nhận được tin báo, công an thị xã Trơn Thành phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng. Công an sau đó mời chị H lên trụ sở lấy lời khai để phục vụ điều tra. Thông tin từ công an thành phố Cần Thơ, đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn, 31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, dương tính với ma túy cướp xe tải bỏ chạy gây tai nạn khiến hai người thiệt mạng, nhiều người bị thương xảy ra trên ba quận Thốt Nốt, Ô Môn và Bình Thủy. Chứng kiến toàn bộ quá trình lực lượng chức năng khống chế tên cướp, ông Đoàn Thanh Phương, 35 tuổi, ngụ tại Ô Môn kể: "Tôi đang ngồi gần đó thì bất ngờ nghe thấy tiếng đùng lớn vang lên, người đi đường hoảng loạn la hét, rồi họ nhanh chóng bỏ chạy tán loạn về nhiều hướng khác nhau." các xe tải trên đường lúc đó dừng lại, nhiều xe thậm chí còn chắn ngang đường để ngăn chặn. Cũng theo ông Phương, thời điểm đó nhiều xe cảnh sát vây quanh khu vực. Sau đó có hai tiếng nổ lớn vang lên, nghe giống như tiếng súng. Ngay sau tiếng nổ, ông nhìn thấy cảnh sát kéo được tài xế ra khỏi xe tải. Ông Phương nhớ lại, tình huống này giống như trong phim hành động, rất kịch tính và nhanh chóng. Ông Phương cũng cho biết thêm, trước khi bị khống chế, tài xế cố tình tông vào nhiều ô tô khác trên đường sau khi gây ra hàng loạt vụ va chạm tài xế vẫn tiếp tục cố thủ trong xe mặc cho lực lượng chức năng ra sức bảo vây yêu cầu ra ngoài ông phương kể thêm nghi phạm rất ngoan cố dù lực lượng công an truy bắt quyết liệt và một số người dân còn đập kính xe để kéo hắn ra nhưng hắn vẫn cương quyết không chịu nhất quyết ngồi lì trong xe ông khá bất ngờ trước sự cứng đầu của nghi phạm ngay sau vụ việc các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra để làm rõ vụ việc theo đúng quy trình pháp luật. Chiều 26 tháng 8, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 51 khiến 8 ô tô bị hư hỏng. Vào khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gây ra tình trạng un tắc kéo dài hơn 5 km. Vào thời điểm trên, chiếc xe container đang di chuyển theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa Vũng Tàu bất ngờ va chạm với một ô tô điện và một xe bán tải. Sau cú va chạm, cả ba phương tiện này tiếp tục tông vào các ô tô phía trước, dẫn đến một chuỗi va chạm liên hoàn của nhiều xe khác. Sự việc đã làm giao thông trên quốc lộ 51, đoạn từ xã Phước Thái, thuộc huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai đến phường Mỹ Xuân bị ùn ứ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện từ Đồng Nai về thành phố Vũng Tàu di chuyển vào các tuyến đường liên xã của thị xã Phú Mỹ. Giao thông trên các tuyến đường này mặc dù bị ảnh hưởng nhưng vẫn đảm bảo được sự lưu thông cho các phương tiện. Vụ va chạm không có thương vong về người, tuy nhiên 4 chiếc ô tô đã bị hư hỏng nặng, 4 chiếc còn lại thiệt hại không đáng kể. Quốc lộ 51 dài hơn 72 km, nối Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, đã khai thác từ tháng 4 năm 2013. Đây là trục huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với Bà Rịa Vũng Tàu, nên luôn đông xe, thường xảy ra ùn tắc, nhất là vào dịp cuối tuần, lễ Tết. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang được xây dựng nhằm giảm tải cho quốc lộ này. Sáng 26 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết. Người dân phát hiện một thi thể nam mắc kẹt trong bụi rậm ven sông Cái, đoạn chảy qua xã Hàm Thắng. Sau khi đưa thi thể lên, căn cứ vào hình dạng, quần áo trên người nạn nhân, gia đình xác định là MNGH, 18 tuổi, nam sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Hàm Thuận Bắc, ngụ xã Hàm Thắng. Đáng chú ý, quấn quanh bụng MNGH là một sợi dây cột chặt vào một cục đá nặng khoảng từ 7 đến 8 kg và thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Trưa 26 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và bàn giao thi thể nam sinh lớp 12 cho gia đình lo hậu sự. Theo những người hàng xóm, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng em hát rất hiền lành, ngoan ngoãn. Lúc rời khỏi nhà, em hát mặc áo thun xám, quần đùi màu đen. Vị trí nơi phát hiện thi thể nằm cách nhà nam sinh lớp 12 này chỉ khoảng 100m Qua trích xuất camera xác định, vào trưa ngày 21 tháng 9 Em Hát đi học về, sau đó thay đồ ra khỏi nhà Và mất tích đến ngày 26 tháng 9 thì tìm được thi thể Vụ việc đang được công an điều tra Tối 26 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam Xuất hiện trong đoạn video phát trên mạng xã hội Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện khoảng 30 giây trong đoạn video được đăng trên kênh TikTok chính thức của mình, có hơn 117.600 lượt follow. Bà Hằng nói: "Nếu như một hai ngày tới mà mọi chuyện vui vẻ tốt đẹp hết thì tôi tiếp tục nhiều chuyện với quý vị nữa. Tôi lên, tôi livestream, tôi hát giờ E cho quý vị nghe. Nghe tôi hát giờ E cũng vui lắm ạ quý vị." Theo tìm hiểu, kênh TikTok của bà Nguyễn Phương Hằng mới chỉ có 6 video và video đăng đầu tiên vào ngày 20 tháng 9, tức sau một ngày bà Hằng được trả tự do ghi lại cảnh bà Hằng trong trang phục váy trắng bước lên, ngồi vào ghế lái của chiếc xe hiệu Rolls Royce màu hồng. Trước đó, ngày 24 tháng 9, công ty cổ phần Đại Nam có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Hằng làm phó chủ tịch hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc thứ nhất công ty Đại Nam. Bà Hằng cũng kiêm chức CEO khu du lịch Đại Nam. Quyết định bổ nhiệm này do ông Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng Lò Vôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đại Nam ký. Ông Dũng là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, cuối tháng 3 năm 2022, bà bị cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Trước khi bị bắt, bà Hằng giữ chức Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Cuối tháng 9 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Hằng 3 năm tù ngày 19 tháng 9 năm 2024. Sau khi thụ án hơn 2 năm, bà Hằng được ra tù trước thời hạn 3 tháng. Ngày 26 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, ông Phạm Thành Công, tránh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã hai lần nhận tiền của người dân. Theo đó, do có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ông Phạm Quốc Cường, chú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã gặp và nhờ ông Công giúp đỡ. Sau đó, ông Cường đã chuyển hai lần tiền cho ông Công với tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Thông tin điều tra, ông Công không có chức năng, nhiệm vụ liên quan thu hồi, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người này biết rõ hành vi không đúng quy định pháp luật, tuy nhiên vẫn lợi dụng danh nghĩa hứa hẹn thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng. Trước đó, Ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Thành Công, Tránh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đêm 24 tháng 9, cơ quan công an tổ chức khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Công, thu thập nhiều thùng tài liệu phục vụ công tác điều tra.